Khăn ướt Mamami chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Frisocon công thức cải tiến mới với nguồn sữa Novas giúp bé hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa. Hôm nay Đu Đủ và Dừa sẽ được ăn dâu. Chơi ở trong một cái không gian rộng lớn và khám phá kiểu như vậy thì là lần đầu tiên em rất là thích. Em thích chúng nó sẽ được trải nghiệm những cái bên ngoài như thế. Đúng rồi, đặt lên. Đúng rồi. Kiểu bố con được đi chơi riêng với nhau và được gắn kết một cái cách chưa bao giờ được gắn kết như thế. Cái thời gian mà mình dành cho bé phải nhiều hơn và đặc biệt là phải kiên nhẫn. Tức là mình đừng có vội mà mình phải từng chút một, cứ liên tục. Cái niềm vui của bé, cái sự lạc quan của bé và gắn kết với những người trong gia đình, hiểu những người trong gia đình nhiều và lúc nào cũng yêu thương những người trong gia đình, đó là cách mà hai vợ chồng hướng tới. Bướm ai này? Đu Đủ ơi, bướm ơi. Có những thời khắc trôi đi và sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Đó là những khoảnh khắc đầu tiên khám phá thế giới rộng lớn xung quanh. Và mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Nó là những món quà mà các ông bố siêu nhân của chúng ta nhận được trong 48 giờ thử thách. Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân tập 6, vẽ ước mơ của con. Hơi nặng. Nào, đứng đây bố nhá. Tay. Mới được mấy tiếng ấy nhỉ? Từ lúc mình dậy đến bây giờ là mấy tiếng rồi? Biết sơ hết rồi. Bố ơi, Ngon không bố? Bữa trưa hôm nay ngon và là bữa trưa duy nhất trong kể từ ngày hôm qua mà mình ăn khá được. Mình đặc biệt là rất thích ăn cơm đoàn và cơm bụi. Và thực sự là ngày hôm nay cảm thấy là ăn cơm không giống nhai rơm như mấy ngày vừa qua nữa. Chắc là tại tâm lý cũng khá là thoải mái khi mà mình đang đi chơi xong rồi mình được ra ngoài ấy. Đấy, với cả mình không phải nấu nướng nữa. Đấy, cho nên là mình cũng ăn khá là ngon. Mẹ châm anh cho Mino ăn. Mino rất là nhiều thứ kiểu đi kèm như là ăn uống này, cháo này, ăn cháo xong uống sữa, không như chị Si là bây giờ ăn cơm hoặc những cái đồ ăn kiểu người lớn là cũng ăn bình thường rồi. Còn Mino thì phải ăn cháo này xong rồi uống sữa này, bé cũng kiểu khó ăn hơn ấy. Bởi vì chưa ăn được đồ của người lớn, chưa tăng được thô, chưa ăn được cơm. Thế là sẽ rất là khó khăn cho với chồng em. Đây anh Mino đây. Của anh Mino đây. Đây, anh Mino. Cháo nhà thì không ăn. Cháo bố nấu thì không ăn. Ra ngoài này ăn cơm hàng. Lạ nhỉ. Hay là mẹ đi mới được sổ lồng. Bé sử dụng đũa từ cũng khá là nhỏ, mình cũng không nhớ rõ là lúc đấy bé được bao nhiêu tháng, nhưng có lẽ là tuổi rưỡi, 2 tuổi gì đấy, khoảng đấy.
sự là CC có một cái tính ấy, khá là muốn chứng tỏ được cái năng lực của bản thân. Cái ngày mà bố mẹ đang muốn định hướng cho CC ăn thìa thì CC nhìn thấy người lớn ăn đũa xong rồi đòi mọi người là cho ăn đũa, coi như là nhảy cóc luôn, bỏ qua cái giai đoạn ăn thìa luôn. Và lúc đấy là cứ tập xong rồi ăn được lúc nào không hay. Đây vườn dâu đây. Ê ở đây bùi nó xanh vào đây. Đi vào đây. Nào đũa ấy, ra đây. Quả dâu tây đấy. Đây dưa này. Đây quả dâu. Dưa. Quả dâu nhá. Úi giời ơi. Ăn lê luôn đây à. Quả gì đây? Đây quả gì? Quả dâu. Thêm quả nó xanh xanh nhỉ. Bố Việt tìm quả xanh. À đây, quả này chắc xanh này. Thử phản ứng của dừa trăng. Ủa, không chua à? Không chua. Với cái vườn dâu đấy quả nó cũng ngọt. Quả xanh của nó cũng ngọt, cái vị đấy rất là ngon. Ăn đủ nhà rồi. Thích không? Hả? Quả này nó chưa biết là quả dâu hay không, nhưng mà nó sẽ biết là khi nó nhìn quả này, thế quả này lần sau nó sẽ nhớ được cái vị giác mà nó đã từng ăn ngày hôm nay, và nó nhớ được cái hình dáng của cái quả ngày hôm nay, thì nó sẽ biết để nó sẽ vồ quả đến nó ăn. Hai anh em nhổ dâu đi, đủ nhổ đi, đủ hái đi. Con hái đi. Ô thế cuối cùng là dẫn đi để hái dâu, cuối cùng hai anh em ngồi để ăn luôn không hái à? Hả? Làm gì đó Bảo? Lấy gì vậy con? Em bé đâu rồi? Em bé hả? Em bé hôm Bảo muốn nước rồi con. Em bé đi tắm thôi. Chút xíu nữa em bé xuất hiện nha. Ôi không. Em bé đây nè. Con thích em bé. Ôi vậy hả? Con thích em bé lắm không? Thích em bé. Thích em bé lắm hả? Mấy mốt mẹ về con nói với mẹ nha. Dạ. Mẹ ơi con thích em bé. Em bé. Mẹ xin em bé đi, con sẽ giữ cho. Dạ. Nha. Bữa giờ con giữ em bé giỏi lắm á, con khám bệnh cho em bé luôn á. Trình cho em bé. Đúng rồi. Em bé là đau cái bụng. À em bé bị đau cái bụng. Đúng rồi.
Bây giờ ba bảo muốn ăn cái gì nè? Cơm muối, cà rốt nước tương. À, cà rốt nước tương nhỉ? Trưa chiều mình mới ăn cà rốt nước tương được ha. Ok, bây giờ hai ba con mình sẽ khởi động tập thể dục buổi sáng, được không? Tập thể dục. Oh yeah 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 yeah. Ok, mình xuống đây mình đứng mình tập thể dục nè. Đi xuống đây đứng đứng với ba. Ba mở nhạc lên nha. Mở nhạc nha. Đi trước tập thể dục thôi. Ba đứa mình tập thể dục luôn. Rồi nè, nắm tay lại. Khởi động nè, quay 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 cổ tay. Xách chu 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 chu. Rồi rồi quay xoay cái tay nè. Nè, cầm cái tay vô, ốp vô cái tay vô. Hình như con nghe nhạc cái con không có chịu khởi động đúng không? Rồi ba tắt nhạc. Cũng muốn cho bé vận động khởi động buổi sáng để cho bé giãn gân cốt, để mà bé có thể bé chơi tiếp tục một ngày dài, tại vì ngày hôm nay sẽ là một ngày khá là vất vả với hai ba con, tại vì đi ra đường cũng khá là nhiều, cho nên mà phải rèn luyện sức khỏe, phải rèn luyện cái sự bền bỉ cho bé. Rồi ngồi xuống đứng lên nè. Nè, đứng xuống. Ngồi xuống, đứng lên. Ngồi xuống, đứng lên. Ngồi xuống, đứng lên. Tay đâu? Đưa tay lên. Yeah. Đứng lên. Yeah. Đi qua đây. Chui đâu vậy? Thể dục mà. Ôi trời ơi. Rồi. Thôi đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Có ai muốn đi bơi không? Đi bơi. Muốn đi bơi thì phải tập thể dục, phải khởi động. Nha. Bơm phao cho bơi luôn. Phao. Ok, giờ mình đứng mình tập thể dục đàng hoàng ha. Bé tập với mẹ thì quen rồi, khi mà tập với ba những cái động tác đó hầu như là bé giỡn thì nhiều hơn là tập. Đặt tay lên. Nè đó, thấy ba chưa? Được ba. Rồi xuống nè. Hít lên. Chu một cái. Chu hai cái. Chu ba cái. Xuống. 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 Chu bốn cái. Chu năm cái. Sáu cái. Giỏi quá trời. Ui bảy cái. Ui tám cái. Ôi mệt quá. Ôi bà bảo hít đất giỏi quá trời. Rồi lại ba thưởng cái nè. Hung cái thưởng nè. Hung ba lại cái. Bà bảo giỏi quá. Bây giờ bà bảo uống một miếng nước nha. Rồi đây uống miếng nước đi. Rồi cô Tết đang đi tới trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bến Bạch Đằng. Kia kia là bến Nhà Rồng, rất là nổi tiếng. Đây chính là nơi Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước rồi. Đúng rồi. Bây giờ sẽ đến một cái nơi mà con sẽ thích nè. Tụi mình đang đi tới khu trung tâm thương mại ra mắt bộ phim Thiếu Nhi. Chụp hình nha. Giờ cứ vô coi phim nè. Dạ, chịu không? Chịu không? Bây giờ ông mày đó, bắt đầu cũng ngồi rồi, ông chỉ thích chạy thôi. Chạy khắp mọi nơi. Bây giờ con sợ vô rạp chiếu phim là nó chạy lên tùm lum hết á. Mau rút khỏi đây. Thám biến đồ bơm. Trời ơi, thiệt là mắc cỡ quá đi. Chứ bỏ cái thiêu của chi ra.
Đấy, xong rồi xin đóng. Đúng rồi. Xin đóng hộp lại, xin đóng hộp lại. Xin đóng hộp lại. Ok, đũa bỏ đi. Ok. Xin cài vào. Ok. Được rồi. Mà con chơi đất nặng không bố? Đây, bây giờ ra vẽ đất nặng nhá. Bông nặng. Ra vẽ những cái vừa nãy mà Si làm nhá. Bông nặng. Cả ăn này, cả tương tác với bố và đi cùng với bố đều thực sự là xuất sắc hơn ngày hôm qua. Mình cảm nhận thấy điều đấy. Đây, Si đi trước đây. Đấy, các bác này luôn, các bác này cũng học nặng gốm giống bạn Si của nhà mình đấy. Bây giờ là đang khâu làm men. Hôm nay là làm men để vào lò vì đã vẽ trang trí xong hết rồi ạ. Đây, chúng mình sẽ đi vào trong này một chút. Tô màu đi. Anh ơi, cái tô màu này là hoàn toàn tự do anh ạ. Thế cho nên là anh có thể ngồi đây với con để hướng dẫn con cách vẽ, tô vẽ. Sợ là em bé này lại đòi thôi. Em bé đấy cho em ý vẽ cái này này. Cho em ý cầm bút em vẽ vào cái này này. Ừ. Si vẽ đi, Si vẽ màu da cam này. Si lấy màu da cam này, vẽ vào đây. Si lấy màu da cam, đúng rồi. Vẽ nhé. Ok, vẽ vào. Đây thì cô sẽ hỗ trợ con nhé. Để em hỗ trợ anh bạn này nhé. Đây, con có vẽ không? Đây, khô cái này vào đây, chấm cái này vào đây. Chấm cái này vào đây. Đây. Đấy. Máy sinh nhật của bố đấy. Máy sinh nhật của con mà. Con làm mà. Con làm mà. Con làm mà. Dính vào nhau là được rồi. Ok, đấy, xin ốp vào đấy nhá. Xin ốp vào đấy nhá. À, ừ đúng rồi, bánh sinh nhật của con. Nhưng mà con tặng bố mà đúng không? Tặng mẹ. Không hái cho bố quả nào à? Đi xuống đây. Đi đây. Đinh đây. Nhìn hai đứa giống nông dân rồi đấy. Hai con đi. Đi hái về cho bà mẹ cho mẹ em nhá. Không để anh nhá. Đi thôi. Ra đi. Rồi, giỏi quá, để đấy. Đúng rồi, con tìm đi, con chỉ đi. Ui, con giỏi thế nhỉ. Đúng rồi đấy. Bố hái con này nhá. Để đây nhá, để đây. Vừa tìm dâu tây cho bố đi. Không, quả này bé quá. Đây, quả này nhá. Đúng rồi, bố hái nhá. Bố để đây này. Để đây nhá. Quả này chín chưa? Con hái để ở đây này. Úi trời ơi. Ây. Ây. Em không ngại nó bị bệnh, mà em chỉ ngại nhất là nó không chịu khám phá thôi.
giống một số đứa trẻ, nó khóc bố mẹ bảo đây con đi đi thì không dám đi, nó cứ thế nó khóc nó cứ ôm đấy. Em phải sợ nhất là nó sẽ không chịu khám phá bản thân mình. Nhưng mà được cái là hai đứa nó rất là xông xáo, mỗi đứa khám phá theo cái cách riêng của mình và đều thích tìm hiểu một thứ. Và em thích trẻ con nó phải như vậy. Anh có quên cái gì hay không vậy? Quá. Nhớ làm. Một băng xấu biến thành nhóm cái lố. Khi hồi nãy là cô Tết rất là thích đó. Ừ, thấy bạn ấy xem và bạn thấy cảm thấy là bạn ấy tương tác với lại cái những cái action trên phim, cho nên là mình thấy cũng vui. Tôi sẽ cho các cậu kẹo son này của riêng tôi trồng để chia sẻ. Mong muốn một điều là cô Tết thấy vui vẻ và thoải mái thôi. Điều đó lúc nào anh cũng sẽ vui vẻ như này này. Một ngày bận rộn lại bắt đầu ngay khi ba Thành thức dậy. Anh ấy đang tìm gì vậy? Yeah! Cái gì đây? Đó là gối mì. Đó là gối mì. Cậu Bảo có thích mì này không? Thì con gấu đối với bé là một cái món khoái khẩu đối với bé. Bảo ăn mì ba ăn cái gì? Bảo ăn mì ba ăn cái gì? Ba ăn mì luôn hả? Ba ăn mì luôn hả? Cái món khoái khẩu đó với bé. Khoái khẩu đó với bé. Hey. Khổ quá đi. Tại vì mì tôm là cái món mà Thành cảm thấy khá là ngán. Ngán là tại vì mình ăn nhiều quá. Hỏi phụ ba cho nó ngộ, cho nó ngộ quá coi. Ba chỉ còn hỏi nha, hỏi cho nó mau ngộ rồi mình ăn. Con hít gió được không? Gió. Thôi ba hỏi chút xíu ba lông não rồi quá. Thôi ăn đi rồi giỡn. Dạ. Ăn đi ăn. Mình chờ cái mặt vô, chờ cái mặt vô. Chờ mặt hết vô. Đó, đúng rồi. Bỏ vô miệng. Đúng rồi. Vậy thì nó sẽ đỡ nhiễu bên ngoài, con hiểu không? Ăn ngon quá. Ăn ngon quá hả? Hầu như là lúc nào đưa mì bé cũng ăn hết. Bé ngán cơm, bé không muốn ăn cháo, nhưng mà nấu mì đưa cho bé là bé ăn. Bé ăn hết mì luôn. Đúng rồi. Chính xác. Ngồi lên đi đâu? Đi đâu? Đang ăn mà. Bảo Bảo, ăn nhanh đi rồi chơi. Nhanh. Ba giận nha. Bảo, bây giờ con làm sao Bảo? Bảo, cái đó là cái thói quen bình thường của bé. Chưa bao giờ mà bé ngồi một chỗ ăn hết một tô cơm hết. Bảo Bảo, nè, xúc ăn đi. Xúc ăn nha. Dạ. Dạ con xúc ăn đi. Đúng rồi. Nè, ăn tiếp đi con. Bảo, nè múc ăn đi con. Múc ăn. Rồi múc đi. Cầm cái muỗng cho đàng hoàng cái tay coi. Trời ơi, Bảo ơi. Nè, 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 nhìn nè, nhìn nè. Ăn lỗ tháo, ăn
không có tập trung ăn cái gì hết đó. Cái gì đó? Cái gì đó? Bò. Bò. Để quà xuống. Để quà xuống. Ăn lẹ đi. Rồi mình chơi nha. Dạ. Rồi bóc ăn nhanh lên. Đó. Con thấy rớt chưa? Nó hoài mà không chịu nghe vậy. Con múc mà con không có chịu tập trung, con không có chịu coi. Hả? Con bỏ con bò xuống, ba đang nói chuyện với con. Con có tập trung ăn hay không, con trả lời ba coi. Ba nói để con bò xuống, nghe không? Si về bố vẽ màu xanh ra ngoài này nhá. Kế hoạch đi dã ngoại thật là thành công khi cả Si và Mino đều tỏ ra vui vẻ và thích thú với những hoạt động này. Nó không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ đầu đời của các bé mà nó còn tạo thêm sự gắn kết giữa bố và con. Cho Si cái này, cho cái cây này cho nó to này, cây của bố to hơn. Cả hai tay luôn hộ em. Thế là có cái bát. Bát nước mắm. Đúng rồi. Câu đẹp quá. What is love anymore? Và mình khá là vui với cái điều đấy. Tại vì là chỉ sau một ngày thôi bé đã khá là quen với mình. Đấy cho nên là mình mới, nói chung là qua chương trình thì mình mới đảm bảo được cái sự kết nối với con đến mức độ như thế. Những thứ mà mình chưa bao giờ mình đạt được và mình cảm thấy khá là hài lòng. Màu hồng. Ừ, màu hồng. Đen màu đen. Thôi đâu em, tí nữa bố hướng dẫn Si vẽ, Si viết chữ Si lên trên đấy để tặng mẹ nhá. Con vẽ chữ bố nhá. Chữ bố làm gì? Boom. Gì đây? Củ cà rốt. Này. Củ cà rốt. Củ cà rốt. Thấy không? Nhổ lên. Không hiểu đâu. Này, đùa đây, nhìn này. Nhìn này. Đùa này. Ui. Được rồi. Dừa. Đây nhá, chuyến lợi phẩm nhà mình nhá. Dừa ơi. Đi nào. Đi. Đi ra sang thỏ. Nào. Đi nhanh lên, không bố đi mất giờ, anh dừa đâu rồi. Nào, nhanh lên nào. Đủ lên đây nhanh. Lên đây. Bố đi mất này. Đi để xem nó có tìm không. Ở nhà này nhặng lết lên ra đây. Không được bố đâu à? Nào, đây bố. Ok. Nào, hãy đi xem thỏ nào. Đố, bố đi mất này. Đi mất rồi. Im nhá, đi xem. Không thấy đâu, đi tìm không. Quay lại đằng kia. Này, này, đây cơ mà, lên 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 đây. Đây cơ mà, nhanh lên. Ê, nào, ok, đây.
đi ra thỏ nhá. Ngồi ghế nào. Nặng nề quá. Một lúc hai anh em liền. Ok. Rồi, đi. Bà nói để con bò xuống, nghe không? Có tập trung ăn không? Bảo Bảo định làm gì đây? Như này hay như này? Con ngồi xuống. Con ngồi xuống. Mỗi lần mà bé quấy hay gì á, mà Thành nghiêm mặt Thành la cái là y như rằng là anh ta chạy lại ôm ba rồi nịnh ba để cho ba đừng có la. Bây giờ con ăn cho ba nha. Con xúc con phải coi nha, nó đổ tùm lum bên ngoài nha. Li lịa luôn coi. Múc li lịa luôn. Múc li lịa luôn. Múc lên. Wow. Mũ này là lần đầu tiên là thấy good job. Ok. Giỏi quá. Bảo giỏi lắm á. Bảo ngoan lắm á. Do hằng ngày á bị cưng chiều quá, rồi bé sanh ra bé nhõng nhẽo, bé mè nheo, bé biết là mình được thương yêu quá cho nên muốn làm gì làm cũng được mà không phải sợ. Hôm nay thì lại ở với ba chỉ có một mình thôi, không ai bình hết. Nè con coi nè, con mì của ba bây giờ nó nở bằng con luôn rồi đó. Bảo có chịu ăn không? Bảo chịu ăn mà ba phải chạy theo Bảo, ba năn nỉ Bảo gì đó. Không. Ăn cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ mà ngon thì chắc chắn không thể nào mà nó ngon được. Tại vì nó nở từ lừ vậy được. Ăn cho qua để mà mình tiếp tục mình công việc của mình thôi. Chứ còn mà để ngon thì không thể nào gọi là ngon được. Liên tay à? Không được nhá, không được làm thế. Con em đá vào nhà em thỏ thế vào em thỏ đấy nhá, nghe chưa? Thử thấy vui không? Rất thích động vật. Cái cách của nó đối xử với con thỏ nó cũng khác cách người thường. Không phải dừa sẽ không yêu, mà dừa sẽ muốn khám phá. Nó cầm viên đá nó ném, chắc chắn nó muốn để xem cái phản ứng của con thỏ là như thế nào. Thì con đu đủ khác, kiểu khác, con gái con trai cũng khác rồi. Đấy. Dừa cho em thỏ ăn đi. Đấy đúng rồi, con đưa cho bạn, con đưa em ăn đây. Con mình không ăn được. Ai nè bây giờ? Ui, đừng quá. Ui, thôi ra ngoài thôi. Nhất thằng này đã, người bị bẩn lắm. Ok, này. Rồi. Nào, đủ ơi ra nhá. Được rồi, con cho bạn ăn nốt đi. Ngồi phủi ra. Ok. Ui ôi. Ok. Ok. Vẫn thích chơi à? Em biết ngay, em biết nó sẽ rất thích và đúng là nó thích thật. Và khi bắt đầu mà bế nó ra một cái là nó khóc ngay. Nó muốn quay trở lại cái đàn thỏ tiếp tục để nó chơi mà. Con hộ em thỏ đi rồi bố quay nhá. Nào.
rất là vui, hạnh phúc, kệ cho nó nghịch thôi. Cảm thấy rất là đáng yêu, để em cũng quay lại luôn mà. Đúng rồi, vỗ đi, vỗ ngủ, em ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Vỗ em ngủ đi. Ngủ. Bye bye đi, bye bye Thỏ đi. Thỏ bye bye. Bye. Đúng rồi, bye. Bye về thôi, bye nhá. Bye Thỏ nhá. Bạn ấy là một người rất là mạnh dạn, con gì cái vào nó cũng lao ầm phát nó sờ luôn, nhưng đủ thì có khi phải mấy phát được nhìn bắt đầu mới dám. Cẩn thận nhá. Đủ thức ăn đi con cừu đấy, đây là con cừu đấy. Thích động vật, nhìn thấy chó là cứ loạn hết cả lên. Ra ôm con chó, sờ mó con chó. Ôi cẩn thận đó nhá. Có nghĩa từ bài học của Thỏ là nó phải đưa con cà rốt để cho con Thỏ này ăn đấy, nó biết sao là tự nhặt cái lá ở dưới để lại đưa tiếp vào mồm con cừu. Đấy, sau một cái bài học liền nhau cái thì nó thấy tư duy được ngay là khi gặp con vật thì nó sẽ biết luôn đưa luôn cái ăn cho con vật để nó có thể là sờ được con vật. Nó lại nhảy vào thơm nữa cơ. Đủ rồi, bye. Một mình xoay sở với Dừa và Đu Đủ, tưởng chừng như bố Việt sẽ đuối sức. Thế nhưng sự đáng yêu của hai bé dường như là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, khiến bố Việt luôn nở nụ cười trên môi. Cái thế giới quan và cái tưởng tượng của nó sẽ càng ngày càng tốt lên. Nó sẽ nhận được những bài học, chẳng hạn như là ngoài con người ra thì còn động vật và còn rất nhiều các loại động vật khác nhau. Nó sẽ biết đấy là con gì, nó bắt đầu nó sẽ hình thành ở trong não nó. Để nó nhận biết là sau này nó lớn lên, nó biết đó là con Thỏ, con này con kia, rất là nhiều thứ. Quậy quá ha. Hôm nay có đi công viên nước đâu mà áo ướt nhẹp luôn vậy hả? Trả không con? Không được rồi, ướt quá nè. Thôi, để ba lấy khăn lau cho con. Đây, phải lau mấy cái kẽ này cho con nè. Đó, này đây nè. Cái cổ nè. Đó, cổ nè. Mấy chỗ này là hay bị hâm lắm. Đó. Rồi, tay nữa, kẻ tay nữa nè. Kẻ tay này cũng hay bị hâm lắm nè con. Lau sạch nè, cho vi khuẩn đi chỗ khác chơi nè. Ha. Vi khuẩn đi chỗ khác chơi á là cu tết tha hồ được vui chơi thoải mái luôn ha. Xong rồi nè, tới ba nè. Ôi. Ba cũng phải lau mặt một cái. Bây giờ tha hồ đi chơi nha. Có ai ăn dâu không? Chú bé ơi, chú bé có thích ăn dâu không? Đem đáng ăn. Cầm miếng dĩa luôn con. Thôi chừng ơi. Ngon quá, bây giờ mình học bằng chữ cái nha. Cái gì vậy? Dạ. Rồi bây giờ đọc nè. Đọc. Chữ gì đây? A B C D F G. T T rồi tới gì?
chi? Ti. Xe đại. No. Ti. Ti nè. Ti là tới gì nè? Ti. You. Xe đại. Ti là xe tải đúng rồi. Nhưng mà ti xong rồi tới chữ gì nè? Ni. Đúng luôn. Khi mà coi những cái chương trình ở trên YouTube á, thì toàn là tiếng Anh. Mà bé cứ thích nghe tiếng Anh. Một câu tiếng Anh á, thì bé có thể phát âm rất là tốt. Bé sẽ nhớ rất là nhanh. Rồi cái này gì đây? Umbrella. Umbrella. Còn cái này? Violin. Oh, violin luôn. Ghê. Nhìn biết violin luôn. Con gì? Con gì? Con fish. Con fish hả? Rồi cái này cái gì nè? Nhưng mà cái này là cái gì? Là cái gì nằm đây nè? Tim. Đúng, chính xác. Yeah, đúng rồi, trái tim. Rối loạn ngôn ngữ. Bé đang loạn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Do đi học thì cũng là học song ngữ. Rồi cộng thêm nữa là khi mà coi những cái chương trình ở trên YouTube á, thì toàn là tiếng Anh. Thành và Diễm thì lại không có thời gian ở bên cạnh bé Bảo Bảo, không có dẫn bé đi chơi nhiều, không có tiếp xúc, không có trò chuyện với bé nhiều. Và chung quy tất cả đều do người lớn hết. Số mấy? 11. Ba đang hỏi tiếng Việt, ba không hỏi tiếng Anh, ok? Ok. 10. 10. 10 mấy? 10 mấy. Ba hỏi 10 rồi tới 10 mấy? 10 mấy. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Đây là gì? Bỏ qua. Chìa khóa. Đúng rồi, chìa khóa. Không thể sai được. Chuỗi từ tiếp theo 30 giây bắt đầu. Mẹ hôm qua ba có dạy con nè. Con gì cái cổ nó cao? Cổ cái cao. Cổ nó cao là con gì? Con chìa khóa. Con này nè. Hôm qua ba dạy con nè. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến chuỗi từ tiếp theo. Hãy viết từ sau đây. 30 giây bắt đầu. Cái này nè, ba biết không? Khó. Con biết cái này là ba thua luôn á. Là quả trứng. Đúng rồi. Nhưng mà ba cái này là có ba cái quả trứng nó nằm ở trong mấy cái này rồi. Ta gọi là ổ trứng. Chính xác. Đúng rồi, trong mấy cọng rơm mình nè là người ta gọi là ổ trứng ha. Cái này mở ra quả trứng. Đúng rồi, cái này mở ra là quả trứng, đúng rồi. Coi như là nguyên cái bảng này là Bảo Bảo biết hết luôn á. Bảo Bảo giỏi quá, ba cho Bảo Bảo đi bơi, đi vô soạn đồ. Ok. Con dành tới lấy cái tên. Cái chân con đặt nha. Đặt tới nè nha. Rồi con ấn xuống, ấn từng tay xuống. Ấn từ xuống đi luôn nha. Đúng rồi, giỏi quá, tất cả quá. Bé chưa tự đạp một cái loại xe đạp ba bánh được. Nhưng mà đó là mình phải cố gắng giúp bé để bé chơi cái trò đó. Mỗi trẻ em đều phải chơi được cái trò mà đạp xe đạp ba bánh đi. Nó đạp tới đi. Nó đạp tới đi nè. Đạp tới. Trời ơi. Con ấn, đạp luôn. Con có đạp đi. Đúng rồi, xe nó di chuyển á, hiểu không? Mà cái tư thế mình nó là mỗi lần và mình chỉ cần khom như thế mà đi khoảng chừng 10 mét thôi là biết rồi. Tại cái xe thấp quá mà mình cứ phải khom lưng như vậy á, mà đẩy em suốt mẹ là cái đốt sống nó đau. Đạp đi con, đạp đi.
đập tới luôn, cứ đập tới nghe, đập tới luôn đập tới luôn đúng rồi, đập tới con, ta lấy con hơi giữ nghe, rồi con cứ ấn xuống, rồi con cứ ấn liên tục đi con, đó gần được rồi. Hôm nay là mình tập tới đây thôi nha, là thấy hơi có nỗ lực rồi nha, cản lên nghe không? Khuyến khích mẹ đạp nè, thỉnh thoảng có khoảng vài gọi là khoảng tầm 10 mét, rồi khi mình kêu gọi quá đó thì bạn cũng đạp một hai vòng sau lại bu chân ra. Nó xuống rồi. Yeah. Ba dắt tay con cùng khám phá bao điều mới mẻ và thú vị của thế giới bên ngoài. Có ba chơi cùng, niềm vui của Tết như được nhân lên. Còn với ba Thịnh, được nhìn thấy con cười là cả thế giới của ba. Những gì ba dạy con hôm nay cũng chính là những điều ba đã trải qua thời thơ ấu. Ba sẽ luôn đồng hành cùng con cho đến khi con có thể vững vàng tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Đó chắc không phải là nét vẽ đầu tiên của con, nhưng chắc chắn đó là nét mà chúng ta cùng nhau vẽ. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lên thêm nhiều ước mơ nữa. Bởi cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn mãi ở bên nhau. Đây. Có gì con này? Wow, đẹp đấy. Hai bé hôm nay đến chơi thì cũng được trải nghiệm cái mà bố chưa được trải nghiệm thì cũng khá là thú vị. Bây giờ Si tạm biệt cô đi. Xong rồi bao giờ cô nung xong thì cô gửi về cho Si nhá. Để Si tặng mẹ này, Si tặng ông bà này, tặng Mino nhá. Rồi, bye bye. Ok, Si cảm ơn cô đi. Si cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn cô. Ok. Đi về đến đây một cái là coi như chỉ muốn lên làm sao để ru cho Mino ngủ ngay, để đến lượt CC ngủ. Tại vì hai chị em không bao giờ có thể ru được chung, ngủ chung được. Đấy, cho nên là rất là mong hai bé thì ngủ luôn lúc đấy, để mình ít nhất là mình nghỉ ngơi được khoảng 10 phút. Ngủ đúng không? Con ngủ ở đó ấy. Nói nhanh, con ngủ ở đó ấy. Đói hay buồn ngủ? Măm măm hay là gì? Măm măm hay là ngu ngu? Hả? Măm măm hay là ngu 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 ngu? Thôi thôi lều. Xin tạm tắt TV đi để bố thử giúp em cho. Xem em buồn ngủ chưa. Mọi người có thể thấy là chắc cũng phải một tiếng dù Mino mãi không ngủ. Thôi không được theo ý mình. Chợt vắng nhà, con đôi lúc ham chơi, ba đôi lúc lôi thôi, nhưng luôn như người bạn. Ba yêu con vô giá, khó khăn cũng đi qua. Ba trân quý gia đình với tình yêu trong mình.